Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì có rất nhiều cách để chiêu tài và xua đuổi tà ma. Nhưng ít ai biết, những thứ tưởng chừng như bị lãng quên lại có những tác dụng phong thủy cực kỳ to lớn. Đó chính là củ tỏi. Như quý vị đã biết, trong dân gian thì củ tỏi không chỉ là một cái loại gia vị mà còn có cái tác dụng phong thủy trong cái việc trừ tà ma nhờ vào cái mùi hương đặc trưng của nó. Nếu sử dụng tỏi một cách hợp lý, cụ thể là nếu đặt một củ tỏi vào đúng cái vị trí này của ngôi nhà, thì chỉ sau một đêm thôi, quý vị và cả gia đình có cơ may đổi vận giàu sang, tiền vào như nước. Vậy thì đó là những vị trí nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thứ nhất là để tỏi trong phòng ngủ. Như quý vị đã biết, phòng ngủ là một cái căn phòng riêng được thiết kế bố trí để là cái nơi mà mọi người đi ngủ vào ban đêm hoặc là nghỉ ngơi, thư giãn vào ban ngày. Phòng ngủ là một trong những cái căn phòng giữ cái vị trí quan trọng trong ngôi nhà với cái chức năng thư giãn nghỉ ngơi để lấy lại cái sức khỏe sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi hoặc là khi mà quý vị cần không gian yên tĩnh. Bên cạnh đó, tỏi là một loại thực phẩm thuộc họ hành. Đây là một trong những cái loại cây gia vị dễ trồng ở một cái đất nước khí hậu nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam. Tỏi sẽ phát triển rất nhanh nếu mà gặp cái thời tiết khí hậu thuận lợi, cái việc chăm sóc cũng rất là dễ dàng. Chính vì cái điều này mà đã có không ít gia đình người Việt Nam ấy, đặc biệt là những gia đình ở thành thị không có cái không gian đất trồng rộng, đã lựa chọn cây tỏi cho cái không gian của nhà mình. Đối với người dân Việt Nam thì củ tỏi là một cái loại gia vị không thể thiếu trong những cái món ăn đậm chất của người Việt, đặc biệt là trong cái món nước chấm thần thánh. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, bên cạnh cái việc sử dụng tỏi trong ăn uống thì tỏi còn có vô vàn những cái công dụng khác cực kỳ hữu ích, như làm thuốc chữa bệnh trong đông y hay là theo quan niệm của ông bà xưa ấy, thì cái mùi tỏi rất đặc trưng, nó làm cho yêu ma sợ hãi tránh xa. Vậy nên là gì, khi mang theo tỏi bên người sẽ tránh được những cái âm khí không tốt. Việc đổi tỏi cho phòng ngủ có tác dụng rất tốt về mặt sức khỏe hay là về tâm linh. Sau đây là một số những cái tác dụng của tỏi để trong phòng ngủ. Thứ nhất là để xua đuổi ma quỷ, tránh cái tà khí ám vận. Ngoài những cái tác dụng về sức khỏe thì cái việc đặt tỏi trong giường ngủ còn có một cái ý nghĩa về cái vấn đề tâm linh. Khi mà con người ta chìm vào giấc ngủ ấy, lúc này thì dương khí sẽ rất là yếu nên rất dễ bị âm khí nó xâm nhập, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cái tinh thần của con người. Để tỏi trong phòng ngủ sẽ xua đuổi ma quỷ, khí âm, tránh các vận xấu nó có thể xảy ra. Theo quan niệm của ông cha ta thì ma quỷ vong hồn rất sợ cái mùi tỏi. Mùi hương đặc trưng của tỏi sẽ khiến cho ma quỷ sợ hãi mà không còn dám đến gần. Tỏi càng đậm mùi thì chúng lại càng không dám tiếp cận con người. Vậy nên đặt tỏi trong phòng ngủ cũng là một trong những cách để tăng cường cái dương khí và xua đuổi tà ma. Đặc biệt những người nào mà hay ngủ hay mộng mị hay mộng mị về đêm thì cũng nên đặt tỏi trong phòng ngủ để có được một cái giấc ngủ ngon hơn. Đó. Tác dụng thứ hai là lưu thông khí huyết và diệt khuẩn. Thì đây cũng là cái tác dụng mà được nhắc đến của tỏi. Tỏi có tác dụng là hành khí. Khi mà khí huyết lưu thông ấy, thì cơ thể của các bạn sẽ ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn, ăn uống thì tốt hơn. Đặc biệt là rất hiệu quả trong cái việc giảm những cơn đau nhức trên cơ thể. Không chỉ thế, khí huyết lưu thông đồng thời huyết áp nó cũng sẽ ổn định, giảm được phần lớn các bệnh về tim mạch. Thứ ba là ngăn ngừa những bệnh lý. Thưa quý vị, tỏi rất giàu chất dinh dưỡng. Tỏi cung cấp các loại chất dinh dưỡng như protein, carbon hydrate, calo, vitamin, sắt, canxi, mangan, magie, v.v. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng tỏi có nhiều cái hoạt tính, nhưng mạnh nhất và tiêu biểu có tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ allicin. Cái hoạt tính này nó có tác dụng rất tốt cho cơ thể, ngăn ngừa và điều trị nhiều cái bệnh lý khác nhau như là bệnh gan, làm sạch động mạch máu hoặc là gì chữa cảm cúm, v.v. Đặc biệt nó hiệu quả trong cái việc điều trị liên quan đến cái đường hô hấp. Thứ tư là giúp dễ ngủ, thư giãn và giảm căng thẳng. Quý vị thân mến, cái mùi tỏi khá đặc trưng nên là chỉ cần vài nhánh tỏi trong phòng ngủ thì các bạn cũng cảm nhận được cái mùi vị không lẫn vào đâu được này. Mùi của một lượng tỏi vừa đủ sẽ khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu. Bên cạnh đó,
tỏi còn có cái tác dụng thanh lọc không khí, tránh được cái ô nhiễm không khí xung quanh mà cái nơi bạn đang ngủ, đảm bảo hít thở không khí được trong lành khi mà các bạn chìm vào giấc ngủ. Khi cơ thể mà được thoải mái, không khí sẽ được thanh lọc, mùi vị dễ chịu sẽ khiến cho các bạn có một cái giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, đẩy lùi đi những cái muộn phiền đấy, để tận hưởng trọn vẹn nhất cái giấc ngủ của mình. Và chắc chắn khi mà có một giấc ngủ chất lượng thì ngày làm việc hôm sau của các bạn sẽ tràn đầy năng lượng, hứng khởi và đạt được hiệu quả cao hơn. Vị trí đặt tỏi thứ hai là dưới gối ngủ. Thưa quý vị, cái việc làm này rất đơn giản, không hề cầu kỳ. Điều các bạn phải làm là cần chuẩn bị một vài nhánh tỏi rửa sạch, sau đó đặt vào dưới gối của các bạn. Một vài gợi ý cho các bạn đó là các bạn cũng có thể đặt tỏi ở trong túi áo, hoặc là gì, đặt ở đầu giường, hoặc là bất cứ nơi nào mà các bạn gì nằm gần đó, rồi bắt đầu yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Cách làm này không phải có hiệu lực ngay, mà để thường xuyên, để các bạn gì dần dần quen với cái mùi hương có phần hơi hăng hắc và gì cay nồng của tỏi. Và những ngày sau đó thì chất lượng giấc ngủ của bạn cũng dần dần được cải thiện một cách rõ rệt. Thưa quý vị, tỏi không chỉ là cái gia vị quen thuộc mà còn có rất nhiều cái công dụng khác, như là chống viêm. Tỏi cay, tính ấm, tác dụng giải độc, sát trùng, cũng như là chữa cái tiêu chảy, kháng ung thư, bảo vệ gan, và nó cũng tốt cho tim mạch. Thêm nữa là nó tăng cường cái vấn đề đề kháng và miễn dịch rất là tốt. Một trong những công dụng của tỏi là tiêu diệt vi trùng. Khi cảm lạnh, hen phế quản hay là ho gà thì người ta cũng thường xoa ngực bằng tỏi giã nát. Dân dân quan niệm đặt tỏi ở dưới gối để chữa những chứng mất ngủ do cái tác động tích cực đến cái hệ thần kinh, giúp người mất ngủ bình tĩnh và thư giãn đầu óc. Tuy nhiên, những cái tác dụng này rất ít, hầu như là gì? Quý vị có thể tham khảo thêm mà thôi. Thưa quý vị, từ cổ xưa thì người ta biết sử dụng tỏi để tăng cường cái sức dẻo dai và đề phòng cái bệnh tật. Các lực sĩ thời thượng cổ Olympic đều ăn tỏi trước khi mà thi đấu, hoặc là các thợ xây kim tự tháp cũng ăn tỏi hàng ngày để tăng cường cái sức khỏe. Khi mà sức khỏe tốt, các bạn sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn. Trong đông y, mất ngủ là do cái rối loạn can, cái căn khí nó gây nên. Để điều trị thì các bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân, để điều trị cái triệu chứng, thay đổi cái lối sống để cải thiện. Chú ý về chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt, thay đổi cái môi trường làm việc, tránh các yếu tố gây nên căng thẳng, stress. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên ngủ và thức vào một khung giờ nhất định trong ngày. Không nên uống các chất kích thích như cà phê, trà đậm vào buổi tối. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường cái sức khỏe. Thưa quý vị, một số cái lưu ý khi đặt tỏi trong phòng ngủ thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý như sau. Tỏi nó sẽ phát huy cái tác dụng nếu mà các bạn biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Sau đây là một vài cái lưu ý dành cho các bạn. Để đạt hiệu quả được rõ rệt thì các bạn cần phải đảm bảo cái khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi không quá gần cũng không quá xa. Không nên chuẩn bị một chiếc gối quá dày. Như thế cái khoảng cách giữa tỏi và cơ thể sẽ xa, cái hiệu quả sẽ không được như mong đợi. Bên cạnh đó thì cái gì nhiều quá cũng không tốt. Các bạn nếu đặt quá nhiều tỏi trong phòng ngủ, không những không có cái hiệu quả mà còn ngược lại phản tác dụng. Cụ thể là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe, có thể gây ra mất khí, tan huyết. Nhiều tỏi sẽ khiến cho mùi tỏi quá nồng, điều này có thể làm các bạn hoặc buổi sáng ra bị ám mùi lên quần áo, lên cơ thể, gây khó chịu cho những người tiếp xúc. Tiếp theo là vị trí đặt tỏi trên ban thờ thần tài. Thưa quý vị, bên cạnh những cái vật phẩm thờ cúng quan trọng như là lư hương, trái cây, tiền vàng, nến, nhiều gia chủ còn đặt thêm 5 củ tỏi trên ban thờ với cái mong muốn là chiêu tài hút lộc. Tỏi vừa là một cái loại gia vị được sử dụng phổ biến trong các món ăn hàng ngày, vừa là cái bài thuốc dân gian có khả năng điều trị cái cảm cúm, hạ huyết áp và phòng ngừa ung thư. Xong bên cạnh đó, theo dân gian quan niệm, tỏi còn là một trong những cái vật phẩm tâm linh trừ tà hóa sát. Tại Việt Nam, nhiều người vẫn có thói quen mang bên mình những củ tỏi khi đi dự đám tang, hoặc là gì cho trẻ nhỏ đi ra ngoài mỗi khi đi chơi, với cái mục đích là để phòng thân, tránh cái ám khí. Nhiều người cho rằng cái việc mang tỏi theo sẽ tránh tà ma, tránh bị ma dắt. Thậm chí ở nhiều nước phương Tây, tỏi còn được xem như là cái lá bùa hộ mệnh, có thể chống lại ma cà rồng và cái linh hồn quỷ dữ. Nhiều chuyên gia cho rằng cái sức khỏe và cái năng lực của hai vị thần tài thổ địa đôi khi vẫn còn hạn chế,
nên sẽ rất khó có thể ngăn cản được cái sự phách lối của yêu ma. Chính vì tỏi có tác dụng xua đuổi tà khí, giảm cái tinh khí của linh hồn, nên là việc đặt tỏi trên bàn thờ sẽ bảo vệ các vị thần linh. Từ đó mà cái công việc làm ăn của gia chủ cũng sẽ thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Khi lập bàn thờ thần tài thì gia chủ nên chuẩn bị 5 củ tỏi thật tươi, đặt trong một chiếc đĩa nhỏ sạch, hoặc là gì, để cả bó tỏi nguyên rồi đặt lên trên bàn thờ. Cũng theo phong thủy, cái việc bày tỏi trên bàn thờ nó sẽ giúp các vị thần dễ bài trừ các đạo trích, các vong hồn luôn có ý định làm hại. Một khi mà các vị thần được an toàn, gia đạo mới được bình yên, không bị phá phách. Đó là những vị trí đặt tỏi mà quý vị nên lưu ý. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về một cái mẹo vặt để thu hút tài lộc mà mọi người cũng cần phải biết. Nếu không ấy, thì thật có lỗi với chính mình. Nếu các bạn vẫn không biết cái việc đặt hạt đậu đỏ ở trong nhà có công hiệu gì thì xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến cái hạt đậu đỏ thì ắt hẳn chúng ta nghĩ ngay đến cái món chè đậu đỏ, cái món thanh nhiệt giải độc thơm mát vào trong những ngày mùa hè. Tuy nhiên, không chỉ là một cái nguyên liệu làm nên những cái món ăn vặt thơm ngon, đậu đỏ còn là một cái vật phẩm phong thủy giúp đổi vận cực kỳ hiệu quả. Cái màu đỏ của đậu đỏ tượng trưng cho cái sự may mắn. Đây là cái màu sắc mở đường cho cái tài lộc tự vào nhà. Bên cạnh đó, mọi điều không may mắn sẽ bị hạt đậu đỏ tiễn ra khỏi nhà một cách sạch sẽ. Cách làm như sau: quý vị chuẩn bị khoảng một nắm đậu đỏ căng mẩy không bị sứt mẻ, một cái túi gấm có dây rút. Các bước thực hiện thì các bạn có thể cho những hạt đậu đỏ vào trong túi gấm. Nếu là nam giới thì cho 7 hạt, còn nữ giới thì để 9 hạt. Sau đó rút dây lại và đặt túi gấm ở dưới gối ngủ của mình. Cứ cách một tuần thì các bạn lại thay đậu đỏ một lần. Theo quan niệm truyền thống, cái điều này nó không chỉ giúp hóa giải, hóa hung thành cát. Túi đậu đỏ này còn là cái vật phẩm phong thủy giúp tăng cường cái vận trình tình duyên được suôn sẻ như ý. Tiền thì tự chui vào túi, mọi việc thì đều thuận lợi hanh thông. Ngoài hạt đậu đỏ thì các bạn có thể tham khảo thêm những mẹo nhân gian sau đây để xua đuổi những vận xui cực kỳ hiệu quả. Thưa quý vị, nếu mà quý vị đang bị vận xui đeo bám thì các bạn chỉ cần nắm một nắm muối ở tay phải rồi quăng qua vai trái thì mọi điều xui xẻo sẽ bị đặt lại ở sau lưng. Quý vị lưu ý là nam giới thì phải nắm bằng tay trái và nữ giới thì nắm tay phải. Nếu mà cảm thấy trong lòng bất an, lo lắng như có dự cảm sắp có điều gì không hay xảy ra với mình ấy, thì các bạn hãy mang theo một miếng vải đỏ, có thể cho vào trong túi, trong ví của bạn, nhưng tuyệt đối không được cho người khác biết về cái sự hiện diện của mảnh vải này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nấu nước bông hoa bưởi để tắm gội, mọi điều không may mắn cũng sẽ bị nước hoa bưởi cuốn trôi đi. Một cách giải xui nữa đó là quý vị rửa sạch, phơi khô cái vỏ trứng ngỗng, chờ đến đêm trăng rằm, dùng than chấm một chấm đen lên vỏ trứng. Tiếp theo đó các bạn dẫm chân lên vỏ trứng rồi niệm chú hóa hung thành cát, vận xui mau đi. Cứ làm như vậy 6 lần. Ngày hôm sau hãy dùng 4 mảnh vải đỏ gói cái số trứng lại rồi đem chôn ở 4 hướng khác nhau. Lấy đá đè lên trên cái hố chôn. Như vậy cái vận xui sẽ bị chấn, không còn cơ hội quấy nhiễu bạn và gia đình nữa. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt tỏi trong phong thủy để gia tăng cái may mắn, đồng thời cũng giúp quý vị hóa giải những vận xui đeo bám, giúp quý vị có một cuộc sống là bình an, may mắn, tài lộc dồi dào hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.